Chào mọi người nhé. Hôm nay Shop Bán Ra tiếp tục trong cái series hướng dẫn cách sử dụng và các giải đáp các câu hỏi liên quan đến máy lọc không khí. Thế thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề là máy lọc không khí thì có cần sử dụng cho không gian có thể sử dụng không gian mở được không, và có cần phải đóng kín phòng khi mà sử dụng máy lọc không khí không. Thế thì ở đây nó sẽ có hai khía cạnh. Nếu như các bác chạy những con máy lọc không khí mà cho cái không gian mở là như thế nào, có hai cái kiểu mở nhá. Mình nói như này này, mở là cũng như bây giờ, nếu một là bác mở hẳn cửa, các cái cửa nhà mình mà tiếp xúc với cái không gian bên ngoài đấy, thì mình nghĩ là không nên. Nếu như mình dùng máy lọc không khí không thì các bác tắt đi. Còn nếu như các bác mở trong không gian nhà mình đấy, không gian nhà mình thì sẽ có đấy, thì nếu như mở trong không gian ở trong nhà của các bác đang sử dụng đấy thì cũng có thể được, nhưng lại khá là nó sẽ không tốt hơn mà cái việc là mình đóng cửa. Tại vì là sau máy lọc không khí nó sinh ra ấy, thì nó cũng chỉ khi sinh ra nó có cái quy định về cái diện tích sử dụng và cái mét khối sử dụng một con máy, ví dụ như là bao nhiêu mét vuông sử dụng khoảng bao nhiêu mét khối trên giờ, đúng không ạ? Đấy là cái thông số chắc chắn là con máy lọc không khí nào cũng có rồi. Đó. Thế thì không phải ngẫu nhiên người ta tính cái mét khối. Các bác nhé, không phải ngẫu nhiên người ta tính mét khối, tại vì phải là người tính diện tích hay là tính diện tích, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là tất nhiên là khi mà các bác mở cái máy lọc không khí, bật máy lọc không khí và mở trong không gian mở nhà mình ấy, ví dụ như là một cái chung cư đúng không, ví dụ bây giờ có một chung cư 100 mét đi thì có 3 phòng, thì các bác đang để phòng ngủ chẳng hạn, thì các bác có thể mở cửa phòng ngủ thông với phòng khách các thứ thì không vấn đề nhiều lắm, thì vì cái diện tích sử dụng của nó, diện tích xử lý của nó vẫn ở trong cái không gian phòng ngủ của mình là chính. Nhưng tất nhiên là nó sẽ không được tuyệt đối, ví dụ như bây giờ nếu như đóng cửa vào thì nó sẽ tuyệt đối là khoảng 80-90%, khoảng 100% nữa, ví dụ thế đi, đúng không ạ? Nhưng mà mở cửa ra khoảng 80-90% đến 70-80-90%, dụ thế. Cái tỷ lệ mình cũng không thể nói là chính xác được, thì mình nói thẳng luôn ở đây ấy là mình hiểu biết gì mình nói thế, và cái vấn đề là thông số là nó không chắc chắn thì mình không dám nói. Nhưng mà cơ bản về lý thuyết như mình biết và thực tế mình đã sử dụng thì nó chỉ được cái vấn đề đấy thì nó tầm khoảng chiếm khoảng 70-90%, đúng không ạ? Tất nhiên là không hẳn là khi các bác mở cửa thì không cái giá trị bằng lọc nó bị giảm, máy lọc nó giảm đi nhiều, không hẳn như thế. Nhưng nếu điều kiện là phòng tương đối kín thì nó sẽ giảm, nó sẽ xử lý được triệt để hơn. Chứ thực ra không gian trong nhà của các bác thì các bác bật lên và mở cửa thì là bình thường, cũng không đáng ngại lắm. Nhưng nhiều người cứ lăn tăn về cái vấn đề là khi lọc không khí thì phải đóng kín phòng, cũng không hẳn. Nhưng nếu như các bác chạy buồng thì tôi khuyến cáo các bác luôn là phải đóng kín cửa. Tại vì sao? Giống như điều hòa ấy, cái lượng ẩm ấy nó sẽ phân tán. Khi mà mình chạy điều hòa chẳng hạn, hay là ngày hanh chẳng hạn, thì nó khô thì cái lượng ẩm thì nó chỉ tính ở trong không gian nhất định thôi, đúng không ạ? Đấy, nếu như mà chạy bù ẩm mà các bác mở cửa thì thôi, tất nhiên là các bác không nên chạy bù ẩm, vì chạy bù ẩm như thế nó sẽ không thể bù được lại cái lượng ẩm nó quá lớn từ rất nhiều không gian đổ vào, đúng không? Đấy, thế thì hôm nay ấy, cái video này ấy, mình đưa lên ấy thì nhằm cái mục đích là tư vấn cho các bác về cách sử dụng máy lọc không khí, có nên sử dụng cho không gian mở hay không, và mở nó có như thế nào, là gọi là mở với không gian bên ngoài hay là mở với không gian nhà mình. Đấy, thì đây là một cái video để giải đáp mà cái câu hỏi này thực ra là rất nhiều người hỏi luôn đấy, và cái sử dụng thì cũng nhớ rất là nhiều lăn tăn, nên là mình sẽ giải đáp câu hỏi rồi nhá. Thì thực ra cái giải đáp này ấy nó dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái vấn đề mình sử dụng và dựa trên cái lý thuyết mà mình tìm hiểu và mình nắm được, nó cũng có nhiều cái yếu tố hợp lại. Chứ thực ra nói bảo là chuẩn 100% về cái vấn đề tư vấn thì nó thật chẳng ai dám nói tư vấn 100% cả. Tại vì các cái chuyên gia hay các cái nhà sản xuất máy lọc không khí ấy, thì người ta cũng chỉ dám test cái chất lượng không khí ở trong một cái không gian kín nhất định, chứ người ta không thể nói là mở bao nhiêu và rộng bao nhiêu thì là ok, đúng không ạ? Nhưng mà mình cảm nhận và mình xử lý, mình chạy, mình thực tế mình bán hàng, mình thấy như thế thì mình khuyên các bác và đưa ra cái lời khuyên cũng như là cái tư vấn một cách chân thực và sử dụng dựa trên những cái gì mình hiểu biết.